Giao tiếp dễ dàng một của hội quán tam thế. Đi 20 课. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đừng khách sáo. 不客气. Alo. 喂. Ở ngân hàng. 在银行. Một. Y. Hai. R. Ba. San. Có đi ngân hàng hay không? Chuy bú chuy yến kháng. Sách tiếng Trung. Trung vấn su. Hai yu su. Quyển sách này. Trời bản su. Lâm. A Lín. Rất vui được quen biết các bạn. Hẳn cao xinh rèn sử nì mân. Hoan nghênh. Hoan yến. Được ạ, cảm ơn. Hào đờ, xie xie. Đều học tiếng Trung. Đâu xuế trung vấn. Đâu xuế hàn yu. Tiếng Anh. Yên vấn. Yên yu. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ gọi. Chào. Chào. Anh gọi tôi à? Nǐ jiào wǒ ma? Nǐ jiào wǒ ma? Mai mình gọi bạn. Míng tiān wǒ jiào nǐ. Míng tiān wǒ jiào nǐ. Thầy giáo gọi bạn. Lǎo shì jiào nǐ. Lǎo shì jiào nǐ. Bây giờ hãy nghe cách nói tên Phan Thùy Dương. Phan Chuy Yang. Phan. Phan. Chuy. Chuy. Yang. Yang. Phan Chuy Yang. Phan Chuy Yang. Gọi là Phan Thùy Dương với nghĩa tên là Phan Thùy Dương. Chào Phan Chuy Yang. Chào Phan Chuy Yang. Mình tên là Phan Thùy Dương. 我叫 Phan Chuy Yang. 我叫 Phan Chuy Yang. Em tên là Phan Thùy Dương à? 你叫 Phan Chuy Yang 吗? 你叫 Phan Chuy Yang 吗? Bạn của bạn tên là Phan Thùy Dương à? 你朋友叫 Phan Chuy Yang 吗? 你朋友叫 Phan Chuy Yang 吗? Cô giáo tên là Phan Thùy Dương à? 老师叫 Phan Chuy Yang 吗? 老师叫 Phan Chuy Yang 吗? Xin chào, mình tên là Phan Thùy Dương. 你好，我叫 Phan Chuy Yang. 你好，我叫 Phan Chuy Yang. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tên.
Miếng zi. Miếng. Miếng. Zi. Zi. Miếng zi. Miếng zi. Tên của mình. 我的名字. 我的名字. Tên của bạn. 你的名字. 你的名字. Tên của bố bạn. 你爸爸的名字. 你爸爸的名字. Tên của bạn của anh. 你朋友的名字. 你朋友的名字. Tên gì? 什么名字? 什么名字? Tên là gì? Nguyên văn là gọi cái gì tên? 叫什么名字? 叫什么名字? Bạn tên là gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Bố bạn tên là gì? 你爸爸叫什么名字? 你爸爸叫什么名字? Bạn của bạn tên là gì? 你朋友叫什么名字? 你朋友叫什么名字? Xin chào, mình tên là Phan Thùy Dương. 你好，我叫潘垂阳。 你好，我叫潘垂阳。 Bạn tên gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói tên Trương Đông. Trang Tung. Trang. Trang. Tung. Tung. Trang Tung. Trang Tung. Mình tên Trương Đông. 我叫张东. 我叫张东. Hãy nhắc lại Lâm. An Lín. Phan Thủy Dương. Phan Trời Giáng. Phan Trời Giáng. Mình tên Trương Đông. 我叫张东. 我叫张东. Mình tên là Lâm. 我叫安林. 我叫安林. Mình tên Phan Thủy Dương. 我叫潘垂阳. 我叫潘垂阳. Xin chào, mình tên Phan Thủy Dương. 你好，我叫潘垂阳. 你好，我叫潘垂阳. Bạn tên là gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Mình tên Trương Đông. 我叫张东. 我叫张东. Bài học này đến đây là hết.